Cách để điều trị rối loạn stress cấp tính. Phần 1. Nhận biết rối loạn stress cấp tính. 1. Suy nghĩ xem bạn hoặc người quen của bạn có trải qua biến cố sang chấn mạnh nào trong tháng qua không? Một điều kiện để nhận biết bệnh ASD là bệnh nhân phải trải qua sự căng thẳng mạnh mẽ về cảm xúc trong vòng dưới một tháng trước khi triệu chứng xuất hiện. Biến cố sang chấn có thể bao gồm cái chết, nỗi sợ hãi về cái chết hoặc sự tổn hại về thể chất và tinh thần. Khi bạn biết bạn hoặc người quen của bạn có trải qua kiểu sang chấn nào như vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn khi đánh giá liệu ASD có phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng không. 2. Tìm hiểu về các triệu chứng của ASD. Rối loạn stress cấp tính được biểu hiện bằng một số triệu chứng. Theo cẩm nang chẩn đoán và thống kê về các rối loạn tâm thần ấn bản thứ 5, sách hướng dẫn về các bệnh tâm thần, một người có khả năng mắc chứng ASD xuất hiện các triệu chứng sau đây một cách sang chấn mạnh. Để được coi là ASD, các triệu chứng phải kéo dài trên 2 ngày và dưới 4 tuần. 3. Tìm các triệu chứng phân ly. Hiện tượng phân ly xảy ra khi một người dường như đang rút lui khỏi thế giới thực. Đó là cơ chế đối phó thường thấy của những người vừa trải qua sang chấn mạnh. Bệnh nhân có thể phân ly theo nhiều cách. 4. Xác định liệu người đó có trải nghiệm lại sự kiện sang chấn không. Một số người mắc ASD sẽ trải nghiệm lại sự kiện sang chấn bằng nhiều cách. Nếu bạn hoặc người quen của bạn đang sống lại biến cố sang chấn đó với một hoặc nhiều hơn trong số các biểu hiện sau, thì đó là dấu hiệu của chứng ASD. Những hình ảnh hoặc ý nghĩ về sự kiện sang chấn thường tái diễn. Những giấc mơ, ác mộng hoặc cơn hoảng sợ ban đêm về sự kiện sang chấn. Những đợt hồi tưởng chi tiết về sự kiện sang chấn. Có thể đó là hình ảnh thoáng qua hoặc các sự kiện rất chi tiết khi bệnh nhân cảm thấy mình đang thực sự trải nghiệm lại sự kiện đó. 5. Quan sát hành vi tránh né. Bệnh nhân cảm thấy khổ sở khi tiếp xúc với những yếu tố gợi nhớ đến sự kiện sang chấn. Họ thường tránh các tình huống hoặc các địa điểm khiến họ nhớ lại sự kiện đó. Nếu bạn để ý thấy người đó cố tình tránh các tình huống hoặc các địa điểm nào đó liên quan đến biến cố sang chấn, thì đó là một dấu hiệu khác của ASD. 6. Xác định nếu các triệu chứng trước đó đang gây ra vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống hàng ngày. Một tiêu chuẩn nữa để chẩn đoán ASD là các triệu chứng xảy ra gây cản trở đáng kể trong cuộc sống của bệnh nhân. Xem xét cuộc sống hàng ngày của bạn hoặc của người quen để biết liệu các triệu chứng đó có gây ra những vấn đề lớn không. 7. Tìm sự giúp đỡ chuyên khoa. Bạn hoặc người quen của bạn cần sự trợ giúp chuyên khoa nếu có các biểu hiện trùng khớp với các tiêu chuẩn ASD ở trên. Phần 2. Điều trị rối loạn stress cấp tính bằng phương pháp trị liệu. 1. Thử dùng liệu pháp nhận thức hành vi CBT. Hiện nay, CBT được coi là phương pháp hữu hiệu nhất trong điều trị ASD. Người ta cũng nhận thấy rằng việc điều trị sớm với liệu pháp CBT cũng giúp ngăn chặn ASD phát triển thành PTSD, một chứng bệnh tương tự nhưng có tác động lâu dài hơn. 2. Tiếp nhận tư vấn tâm lý ngay sau khi xảy ra sang chấn. Quá trình tư vấn tâm lý bao gồm việc can thiệp sức khỏe tâm thần khẩn cấp ngay sau sang chấn. Lý tưởng nhất là trước khi các triệu chứng phát triển thành ASD, bệnh nhân sẽ tiếp nhận một buổi trị liệu tăng cường để toàn bộ sự kiện sang chấn với chuyên gia. Nhược điểm của phương pháp này là phải được tiến hành ngay sau biến cố sang chấn mới có hiệu quả. 3. Gia nhập một nhóm kiểm soát lo âu. Các buổi trị liệu một đối một, liệu pháp nhóm cũng giúp đỡ bệnh nhân ASD. Các buổi trị liệu nhóm thường được giám sát bởi chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chuyên gia sẽ hướng dẫn các cuộc trò chuyện và đảm bảo mọi thành viên trong nhóm có được trải nghiệm tích cực. Nhóm hỗ trợ có thể giúp ngăn chặn cảm giác cô đơn và cách biệt vì bạn được ở giữa những người có cùng trải nghiệm như mình. 4. Thử dùng liệu pháp tiếp xúc. Thông thường, bệnh ASD khiến người bệnh sợ hãi những địa điểm hoặc tình huống đặc trưng gợi nhắc về biến cố sang chấn. Đây có thể là thử thách gay go trong đời họ, bởi vì họ có thể phải ngừng giao tiếp hoặc ngừng ra ngoài làm việc để tránh những yếu tố gợi nhớ sự kiện sang chấn. Phần 3. Điều trị rối loạn stress cấp tính bằng thuốc. 1. Nói chuyện với bác sĩ trước khi uống bất cứ loại thuốc nào. Giống như mọi loại thuốc kê toa khác, điều trị ASD gây rủi ro lệ thuộc thuốc. Do đó, những loại thuốc này thường được bán bất hợp pháp trên đường phố. Bạn không bao giờ nên uống thuốc không bác sĩ kê toa. Nếu được sử dụng không đúng, thuốc điều trị ASD có thể khiến các triệu chứng nặng thêm, thậm chí có thể gây tử vong. 2. Uống thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin. SSRI được coi là loại thuốc hàng đầu trong điều trị ASD. Loại thuốc này có tác dụng thay đổi mức serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng và cảm giác lo âu. Đây là loại thuốc thông dụng nhất để điều trị một số sức khỏe rối loạn tâm thần. 3. Uống thuốc chống trầm cảm 3 vòng.
Amitriptyline và imipramine được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị ASD. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng có tác dụng tăng lượng nopiperidine và serotonin trong não. 4. Thử dùng benzodiazepine. Benzodiazepine thường được bác sĩ kê toa để giảm lo âu, do đó nó có thể giúp ích cho bệnh nhân ASD. Thuốc này cũng có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, giúp cải thiện chứng mất ngủ thường đi kèm với ASD. Phần 4. Khuyến khích thư giãn và suy nghĩ tích cực. 1. Giảm stress và các bài tập thư giãn. Các bài tập thư giãn tỏ ra rất hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tâm thần tổng thể. Chúng giúp giảm các triệu chứng stress và ngăn ngừa tái phát ASD. 2. Thực hành bài tập hít thở sâu. Một công cụ thông dụng và hiệu quả để giảm stress là hít thở sâu. Với kỹ thuật đúng, bạn có thể giảm stress một cách hiệu quả và tránh những vấn đề trong tương lai. 3. Tập thiền. Cũng như hít thở sâu, thiền giúp giải tỏa stress và cho phép bạn đạt đến trạng thái thư giãn. Tập thiền thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe tâm thần và thể chất nhờ giảm mức stress và lo âu. 4. Tạo một mạng lưới hỗ trợ. Những người có các mạng lưới hỗ trợ tốt thường ít bị lên cơn hoặc tái phát bệnh tâm thần. Ngoài gia đình và bạn bè, bạn có thể tìm đến các nhóm hỗ trợ để được giúp đỡ xây dựng và gắn kết. 5. Ghi nhật ký. Viết nhật ký đã được chứng minh là giúp giảm stress và lo âu. Đó cũng là nơi giải phóng mọi cảm xúc của bạn. Và phần lớn các chương trình điều trị bệnh tâm thần đều bao gồm việc ghi nhật ký. Quyết tâm dành ra mỗi ngày vài phút viết nhật ký rất có lợi cho sức khỏe tâm thần của bạn.